Món quà xin tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, chờ em chút. Sao rung dữ vậy? Dạ rung. Dạ đây, dạ đây là con heo băng vàng. Con heo này biểu tượng cho sự may mắn với tài lộc. Em cũng là lời chúc của em gửi đến anh. Rồi, anh cảm ơn em. Con heo trọng có cái gì không em? Dạ, dạ không. À, đợi anh bỏ. À, đáng lẽ ta phải bỏ một cái. Dạ, đợi, đợi anh bỏ. Lấy hên, lấy hên. Mười ngàn hay chục thì cũng được. Dạ đúng rồi, tiền hên anh bỏ vô liền đi. Ôi trời, nào lớn lớn chứ. Không, chủ yếu là tấm lòng anh Linh. Còn bỏ ông lấy luôn chứ đâu bỏ ông kia đâu. Heo đó heo của ảnh mà. À, heo dạ của heo mà. Của ảnh, dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà sau này có quen nhau cũng là của em. Đó, đó được. Được. Rồi. Thì là anh gặp em thì anh cũng rất là có cảm tình. Anh cũng tính rất là cái thích cái tính thật thà của em. Thế còn cái chuyện mà nói khéo thì cái chuyện đấy thì mình dần dần mình tập thì cũng được, không sao. Nhưng cơ bản cái bản chất mà thật thà là anh thích. Thí dụ như anh có buồn, có cái gì ở ngoài cuộc sống, anh có thích về chia sẻ với gia đình không? Có, à, cái mục đích là mình là như vậy. Tức là mình khi mình có gia đình ý, thì đôi khi mình ra ngoài mình làm việc, mình áp lực. Thì về gia đình ý, sẽ là một cái để mình chia sẻ, mình an ủi nhau trong gia đình. Anh lúc nào anh cũng muốn là có một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì em thích người mà chia sẻ nói ra, chứ đừng có giận rồi cái im rồi chiến tranh lạnh, em sợ lắm. À không, anh cũng không thích mà người người nó giận dai mà không nói. Có cái gì thì mình cứ nói. Dạ đúng rồi, cứ nói, mình nói cứ xong rồi giải quyết. Trong một cuộc cãi vã với nhau, ai sẽ nhường ai? Mình trao đổi đi. À, chắc là anh phải nhường em trước. Dạ, biết là anh phải nhường rồi. Chắc là anh phải nhường. Thứ nhất là anh em, ít nói đâu có lại cô cũng, này. Em cũng còn ít tuổi hơn, cho nên là anh phải nhường hoặc em, là hoặc là con gái thì có cái nó bột phát hơn. Thế còn mình thì mình là đàn ông thì mình kiềm chế được. Nhưng mà nhường xong thì nhưng mà cũng lên không lên giận lâu. Có cái gì nguội thì mình nói chuyện với nhau. Rồi, từ tâm từ sự với nhau, nói chuyện với nhau, mình phân tích. Anh lấy nhau thì anh có muốn có con liền không? Anh cũng muốn có con liền. Có con liền. Thế còn con trai con gái thì cũng được. Chắc là em nghĩ con là của trời cho. Ví dụ như mà mình có thì mình nhận. Thí dụ như mà không có thì anh có buồn không? Em nói thí dụ vậy đó. Thì tất nhiên là có thì tốt hơn. Còn nếu không có thì mình vào hoàn cảnh nào thì mình cũng phải chịu theo hoàn cảnh đó thôi. Tiến tới nắm tay bạn ấy, hát bài nào đó giao lưu chút xíu coi nó cảm xúc nó có truyền điện truyền gì không. Hát bài gì tặng liền luôn. Coi điện bao nhiêu vôn. Thế đến đây chương trình tôi cũng xin hát tặng chương trình một bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Thuyền anh ta khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ta khơi đâu ngại chi sóng gió. Rồi, xin mời anh trai giới thiệu về mình. Xin có lời chào với MC Quyền Linh và MC Hồng Vân, và có gửi lời chào sang bạn bên cạnh. Tôi là Nguyễn Đức Khoa, năm nay 50 tuổi, quê quán thì ở Nam Giới, Tân Yên, Bắc Giang, và hiện đang làm việc tại quận 9. Tôi là làm nhân viên bảo trì tại chung cư và hiện tôi đang sinh sống tại Trảng Bom, Đồng Nai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Nhất Văn, năm nay 39 tuổi. Công việc hiện tại của em bây giờ là đang buôn bán ở nhà. Dạ, em đến từ Sài Gòn luôn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Tình yêu xóa đi mọi khoảng cách. Anh là có những cái ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu cho đàn gái nghe đi. Em ấy là có cái ưu điểm là hay giúp đỡ người khác, biết chơi thể thao, biết ca hát. Khuyết điểm ấy thì hơi ít nói, hơi trầm tính một chút. Nhiều khi người ta nhìn vào thì người ta tưởng là mình khó tính, nhưng mà nếu mà gặp gỡ nhiều, tiếp xúc nhiều thì người ta biết là mình cũng là cởi mở, dễ tính. Còn em sao? Dạ, ưu điểm của em là hiền, thật thà, với lại em biết nấu ăn. Dạ, có điểm yếu là em tính em còn trẻ con, ham vui. Vậy đó hả? Dạ, chưa biết lo xa. 39 mà dạ, vẫn 39. Còn ham vui và trẻ con. Rồi bây giờ ảnh 50 tuổi vậy, em có cảm giác nó có một cái gì đó về khoảng cách, về tuổi tác không? Cũng hơi ngán ngán. Ngán ngán. Tuổi tác đừng có đem vô chuyện tình yêu. Tình yêu là không có tuổi tác, không có khoảng cách. Tại vì á, thực ra mà nói á, những người phụ nữ á, mà sống với một người lớn tuổi hơn mình á, mà người ta chở che, người ta bảo bọc mình á, là mình an tâm vô cùng luôn. Anh trai, anh có mấy mối tình rồi? Em thì là đã có một bà xã đã chia tay 13 năm rồi. Có một cháu trai năm nay 15 tuổi, cháu đang ở với mẹ cháu. Rồi 13 năm đó anh có một mối tình nào sâu sắc nữa không?
cũng có 2-3 mối tình. Về cơ bản thì mình cũng biết lo lắng cho gia đình. Nhưng mà cái khuyết điểm của mình ấy, chỉ cái một cái là mình thể hiện cái tình cảm ấy, nó không được cởi mở lắm. Từ chia tay luôn. Còn bên kia sao? Dạ, em có trải qua một mối tình, quen cái anh đó hơn 2 năm. Cũng cãi nhau hoài rồi cũng chia tay, mỗi lần chia tay là 1 tháng, 6 tháng. Anh cũng quay lại, anh cũng năn nỉ. Nhưng mà tại vì tính của anh thì cũng không biết lo giống em. Thì rồi cưới về rồi ai lo, rồi anh nhậu nhiều nữa. Thành ra là đã không biết lo còn nhậu nhiều nữa rồi sao em dám đi theo ảnh. Nhưng mà mấy năm rồi? Dạ, mới có 6 tháng à. Mới chia tay thì 6 tháng? Dạ, mới chia tay thì 6 tháng, chia mà tay cái người đó là cái mối tình đầu của em hay là như thế nào? Dạ, mối tình đầu luôn, một người duy nhất. Một người duy nhất. Quen mấy năm em? Quen 2 năm. Dạ, quen gần 3 năm nhưng mà tại do chia tay nhiều quá. Cứ chia tay 1 tháng, 6 tháng nó trừ bì ra. Vậy là 30 mấy em mới biết yêu hả? Dạ đúng rồi, 36 em mới biết yêu. 36 mới biết yêu. Bây giờ tôi hỏi ông anh bên đây nè, có lo xa không? Có chứ anh. Ví dụ hai người về có đứa con rồi có thể lo cho nó được không? À con thì lo khỏe anh. Rồi hai người về cưới nhau có chỗ ở chưa? À em thì ở Trảng Bom ấy, thì là cũng có ra nhà ở đấy, cũng có dãy phòng trọ, cũng có vườn để làm rau. Bận công tác ở đây thì mình, nếu bạn gái có nhà thì có thể ở nhà bạn gái, còn nếu không có nhà thì mình có thể là mình lấy cái tiền thuê nhà trên ấy, mình thuê nhà ở đây mình ở chung. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao mà 30 mấy tuổi em mới yêu, trong khi em xinh xắn như vậy mà mắc mớ gì tới 30 mấy mới yêu? Dạ thì tại vì em cũng hơi kén á chị, tại vì em cứ nghĩ là cái người mà đi với mình á tới suốt cuộc đời là phải là người mà biết thương yêu mình. Với lại em không có quan niệm là lấy đại quen đại cho vui, em không có quan điểm vậy. Dạ em mà đã quyết định rồi là em sẽ chắc chắn. Nhưng mà ít nhất mình phải dấn dương tơ dương một người nào, không lẽ trời ơi từ bắt đầu biết yêu là phải 18 tuổi là biết yêu được rồi. Mà tới chừng đó năm mà em không có một người bạn trai nào luôn. Dạ không có một người bạn trai rồi hết. Giống như là giống kiểu thích rồi cái tới nói chuyện làm quen rồi thôi. Rồi người thân em cũng có giới thiệu vậy. Tức là cô, dì, chú, bác cũng có giới thiệu rồi. Đi uống cà phê một lần rồi là người đó đi luôn. Tức là uống cà phê một lần rồi không thấy người đó quay trở lại, cũng không xin điện thoại, cũng không có gì hết trơn. Là em nghĩ trong đầu chắc người đó không thích em là thôi em thôi. Đúng chứ rồi. Chứ không phải là quan cảnh gia đình. Quay lại. Dạ. Còn nếu thích ta quay lại ta mời đi ăn cơm liền. Dạ đúng rồi anh Linh. Thì người ta phải nhá xi nhan cho em biết, nhá đèn cho em biết rồi. Rồi em mới phải bật đèn xanh cho mới chạy chứ, người ta không bật đèn xanh thì người ta cúp luôn là em phải cúp luôn. Chính xác luôn. Mấy ông mắc cười quá. Em nghĩ cái người đàn ông của em phải như thế nào? Thì em muốn tìm một người biết lo xa đầu tiên cái đã. Rồi ít đừng có nhậu nhiều quá, không có gia trưởng với lại chung thủy chút, nhìn cỡ anh Quyền Linh là được. Trời ơi, Quyền Linh là cả cái nước Việt Nam này có một Quyền Linh thôi đó, chứ không có hai Quyền Linh đâu. Anh đây chỉ gần bằng anh Quyền Linh thôi. Dạ, chưa bằng, gần bằng anh Quyền Linh đâu. Anh Quyền Linh anh trẻ hơn anh, anh ốm hơn anh. Nhưng mà đẹp trai hơn anh không? Đẹp trai hơn anh không? Để chị coi đẹp trai coi. Do em cảm nhận chứ anh nói có chung anh sáng sủa lắm mà. Để chị. Cũng chào chị. Dạ. Anh hơi đẹp trai à nha. Tuổi này mà phọt phiết vậy là em ơi. Dạ. Ok em. Chị Hồng Vân mà ok là được không? Bây giờ cái người bạn gái của mình á, anh muốn cái người đó như thế nào? Thấy bạn bên ấy nói là thích, tức là lo xa, thì mình cũng có cái tính đó. Thứ hai là tính con nít ấy thì mình về thì chắc mình cũng phải, con đi thì đôi khi là cũng vô tư cũng vui, nhưng mà luôn phải tập dần để là mình chững chạc lên đúng không? Ừ. Hợp với nhau. Ơi, giờ mình người già mình khoái chơi với nít lên mình ơi. Nó vui. Con nít thì nếu mình thích chơi con nít thì mình sinh cái con ra thì lại có con nít chơi với con nít, chơi con nít nữa nó vui hơn nữa. Mà anh có gia trưởng không? Mình cũng sinh ra lớn ở ngoài Bắc, thế nhưng mà mình ấy thì cũng không có thích cái tính gia trưởng. Mình thích là vợ chồng sống với nhau thì bình đẳng. Dạ, chào anh Quyền Linh. Trời ơi, được mà. Tươi mát à nha. Tại sao người ta uống cà phê với em lần người ta bỏ đi? Dạ, em cũng không biết nữa. Tại có lẽ đó là gọi là mình cũng chưa bật đèn xanh cho người ta, hay là mình khó chịu quá người ta đi thôi. Em gặp em vui vẻ lắm anh, em gặp em nói chuyện em cũng nói chuyện hết mình vậy đó, cũng vui vẻ giống như gặp anh với chị đây. Người ta nói người ta đi luôn. Em có hỏi, là em nói em cũng hỏi thăm anh làm cái gì rồi công việc sao, em cũng có hỏi thăm. Dạ. Không, người này vui nè, nhìn nó người đối diện của mình á, cái năng lượng tích cực nó nhiều đó. Dạ. Mình nói chuyện mình rất là thích luôn. Ủa là mình cái nghề chính của mình là gì nè? Dạ em bán thẻ cào điện thoại á, bán nước giải khát, bán ở nhà nhưng mà bán nhỏ thôi, tại vì em phải phụ ba chăm sóc bà nội. Bà nội em nay 100 tuổi rồi. Trời. Dạ.
cho nên là ba em với em hai người phải chia nhau ra để chăm sóc bà. Hàng gì buôn bán cho nên là nói chuyện giao tiếp rất là... Đúng rồi, giao tiếp tốt mà. Rất là tốt luôn. Hay là lo bà nội quá, lo buôn bán quá, không lo chồng thôi chứ. Không là thấy được đó. Vậy. Đàn trai là ưng đàn gái rồi đó, còn biết. Đúng rồi, tôi cũng ưng bên đàn trai dữ lắm á. Ưng á. Em đi với ai? Dạ em đi với ba em. Trời, ba vui vẻ quá chứ bộ. Dạ, em giống ba. Xin chào Quỳnh Linh, Hồng Vân. Dạ. Xin chào quý khán giả trong trường quay. Và xin chào em trai. Dạ, con xin chào bác ạ. Về phần nhận xét cháu thì có cái gì đâu để nhận xét. Ví dụ như mình gặp nhau mà mình có một cái tia lửa chạm đầu tiên và cũng không cần tuổi tác. Chuyện đó là chuyện mà tình yêu mà. Đây là một cái cơ duyên rất là tốt. Tôi cũng tin tưởng và tôi cũng gửi gắm con tôi trong chương trình này. Bé Nhất Văn á, có một cái tính rất là thật thà. Do mà nó uống cà phê mà nó bị bỏ đi là do cái tính quá thật thà. Có cái gì là nói hết. Nó nói thẳng luôn. Ví dụ như người kia không thích gì nó nói thẳng luôn. Nhưng mà nó không để bụng. Cho nên người kia sợ quá bỏ chạy chứ không có gì hết. Đó là, cái đó cũng là cái khuyết điểm mà cũng là cái ưu điểm. Nếu như người nào biết sử dụng ngay cái đó thì cái đó nó sẽ trở thành một cái tốt. Yeah. Đây cũng là cơ hội. Thì nếu mà nhìn nhau có tia chớp nào nhẹ nhẹ đó thì mình có thể cho nhau một cơ hội. Rồi xin cảm ơn chương trình. Rồi cảm ơn nhà trai. Có thiện cảm là được rồi. Xin cảm ơn bác. Chú rể sao đi với ai? Em đi với anh trai ạ. Kính chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Kính chào bên nhà gái. Tôi thì là anh trai của Khoa. Tôi thấy là bạn gái này là người chân thành, rất là phù hợp với lại em tôi. Cái thứ hai là người vui vẻ, cởi mở. Em của tôi thì cũng hơi ít nói. Thì tôi nghĩ là hai cái tính chất này có thể là bổ sung. Nhìn em thì rất là tươi vui. Tôi nghĩ là nếu mà hai em mà kết hợp được với nhau thì tôi nghĩ là sẽ có một cái gia đình hạnh phúc. Rồi, cảm ơn nhà trai. Thôi hồ hởi quá rồi, mở rào đi. Bây giờ là mở rào thôi ha. Mở rào đi em. Rồi, mở rào. Hôm nay đến thăm chương trình thì anh có món quà xin tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, chờ em chút. Sao rung dữ vậy? Dạ rung. Dạ đây, dạ đây là con heo bằng vàng. Con heo này biểu tượng cho sự may mắn với tài lộc. Em cũng là lời chúc của em gửi đến anh. Rồi, anh cảm ơn em. Con heo trọng có cái gì không em? Dạ không, đợi anh bỏ. Ta nói người ta phải bỏ một cái đồng. Dạ, đợi anh bỏ. Lấy hên, lấy hên chứ. 10 ngàn hay chục thì cũng được. Dạ đúng rồi, tiền hên anh bỏ vô liền đi. Ôi trời, nào lớn lớn chứ. Không, chủ yếu là tấm lòng anh Linh. Bỏ không lấy luôn chứ đâu bỏ ông kia rồi. Đâu. Heo đó heo của ảnh mà. À, heo dạ của heo ảnh của mà. Ảnh, dạ đúng rồi. Nhưng mà nếu mà sau này có quen nhau cũng là của em. Đó, đó được. Được. Rồi. Thì là anh gặp em thì anh cũng rất là có cảm tình. Anh cũng tính rất là cái... thích cái tính thật thà của em. Cái còn cái chuyện mà nói khéo thì cái chuyện đấy thì mình dần dần mình tập thì cũng được, không sao. Nhưng cơ bản cái bản chất mà thật thà là anh thích. Thí dụ như anh có buồn có cái gì ở ngoài cuộc sống, anh có thích về chia sẻ với gia đình không? Có, cái mục đích là mình là như vậy. Tức là mình khi mình có gia đình ấy thì đôi khi mình ra ngoài mình làm việc mình áp lực. Thì về gia đình ấy sẽ là một cái để mình chia sẻ, mình an ủi nhau trong gia đình. Anh lúc nào anh cũng muốn là có một cái gia đình hạnh phúc. Tại vì em thích người mà chia sẻ nói ra chứ đừng có giận rồi cái im rồi chiến tranh lạnh, em sợ lắm. Không, anh cũng không thích mà người người nó giận dai mà không nói có cái gì thì mình cứ nói. Dạ đúng rồi, cứ nói xong rồi giải quyết. Trong một cuộc cãi vã với nhau, ai sẽ nhường ai? Mình trao đổi đi. Chắc là anh phải nhường em trước. Dạ. Biết là anh phải nhường rồi. Chắc là anh phải nhường. Thứ nhất là anh ít nói đâu có lại cô này. Em cũng còn ít tuổi hơn cho nên là anh phải nhường em. Hoặc là con gái thì có cái nó bột phát hơn. Mình là đàn ông thì mình kiềm chế được. Nhưng mà nhường xong thì nhưng mà cũng lên không lên giận lâu. Có cái gì nguội thì mình nói chuyện với nhau. Tâm sự với nhau, nói chuyện với nhau mình phân tích. Anh lấy nhau thì anh có muốn có con liền không? Anh cũng muốn có con liền. Có con liền. Thế còn con trai con gái thì cũng được. Chắc là em nghĩ con là của trời cho. Ví dụ như mà mình có thì mình nhận. Thí dụ như mà không có thì anh có buồn không? Em nói thí dụ vậy đó. Thì tất nhiên là
có thì tốt hơn. Còn nếu không có thì mình vào hoàn cảnh nào thì mình cũng phải chịu theo hoàn cảnh đó thôi. Tiến tới nắm tay bạn ấy, hát bài nào đó giao lưu chút xíu coi nó cảm xúc nó có truyền điện truyền gì không. Hát bài gì tặng liền luôn. Coi điện bao nhiêu vôn. Thế đến đây chương trình tôi cũng xin hát tặng chương trình một bài Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh. Thuyền anh ta khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi đâu ngại chi sóng gió ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, cá bạc đầy khoang để màu da anh dám hồng. Lúa vàng chịu bông cho má hồng em tươi tha. Hay quá. Rồi. Em hát bài coi nào. Nói lại đi. Rồi đó em nói lại. Vô luôn. Từng chơi non xanh mơn man, từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Hay quá. Giờ khẽ vuốt tóc em và làn da nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên. Và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn. Và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Hay. Trời ơi. Em ơi, cái này là em thay lời muốn nói đúng không? Dạ. Mấy cái ông nội mà xưa uống cà phê bỏ đi, ông sai lầm vô cùng luôn. Em phải cho mấy ông nó hối hận của đời. Hối hận? Dạ, đúng rồi. Người ta dễ thương như thế, tươi như thế, giỏi như thế, hát như thế, tình cảm như thế, xinh như thế mà uống cà phê xong bỏ đi. Mấy ông đó chắc mắt, có mắt mà lọt tròng. Thiệt, thực sự nãy ngồi á, nhìn ba đó, nhìn bố ở dưới thấy thấy ba sung sướng lắm. Dạ. Ba tưởng tượng như em mới có 9 tuổi vậy đó. Cưng thiệt là cưng vậy đó. Những người này khó giận lắm nha. Trái tim có rung động gì chưa? Dạ rồi. Giờ vấn đề là cô này nè, em thấy sao? Nãy em nói chị rồi, đã mượn cái bài hát đó để em nói lên cái tâm trạng của em hiện tại. Em giờ đã biết tiếng nói yêu đầu tiên đúng không? Đúng rồi, Em cười tươi ghê luôn á. Khó tìm lắm á nha. Gọi là đồng hành với mình á, cũng khó tìm tuổi này lắm. Nói thiệt luôn. Vâng đúng rồi. Ta không có nghe gì đâu mà. Bây giờ ta chỉ còn biết ta nhìn bển rồi, ta nhìn bên đây rồi. Thôi bấm nút đi. Nhìn đứng hình đúng không? Vâng. Đứng hình rồi. Để tôi cái gì cho nó thèm thuồng chút xíu cho nó. Trời ơi. Chứ mà cái đưa ăn liền cũng được. Cái gì cho nó kéo dài cho nó có vẻ là gọi là chạy nó nguyên. Thì bây giờ đến đây thì anh em mình gặp nhau là cái duyên. Anh thấy em là anh cũng có cái rất là có cái cảm xúc. Thế thì anh cũng sẽ bấm nút cho em. Thôi nghỉ đi, thôi khỏi đi, nghỉ luôn được không? Anh cũng mong em bấm nút cho anh. Thì yêu ai cũng vậy, yêu anh cảm ơn. Nói chung hai người cũng có một chút rung động rồi đó ha. Thôi, thì có hai gia đình, hai bên đại diện rồi. Mình làm bằng chứng lực. Nãy giờ mình nói gì mình nhớ làm đúng thôi nha. Để tay nút bấm đi các bạn. Nào, sau 3 tiếng đêm ta quyết định điều đó. 3 2 1 Hết thời gian. Bấm đi. Bấm rồi, bấm rồi. Cái nút bên đây nó kỳ cục. Rồi, nắm tay được rồi đó. Bây giờ nè, xin phép bác là bắt đầu từ đây cho tụi con hẹn hò với nhau. Con hứa cái gì đó, nói với bác đi. Con cũng xin phép bác là cho chúng con được hẹn hò, tìm hiểu nhau. Và con hứa sẽ chăm sóc em suốt đời. Đấy, mày yên tâm đó. Bây giờ là xin phép bác cho con
Con xin phép bác cho con hôn em một cái. Ừ. Với cả anh xin khuyến mãi em một cái nữa. Mấy người kia là không có này, xin hôn thêm nữa. Thì đó. Đó bây giờ em có em hôn lợi đi. Vậy hả? Hai chữ. Thì chết vậy đi. Rồi, cảm ơn em. Tình hình này là về là cưới liền thôi chứ còn không có chờ đợi gì nữa. Hai bên luôn, có đều luôn. Là có em bé liền. Hiểu không? Có em bé liền. Cho nó đều luôn em, hai bên luôn. Chúc mừng các bạn, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Vina Cacao gửi tặng hai bạn hộp cacao đa vị uống liền Vitadairy do Vina Cacao sản xuất. Vitadairy xin chúc những ngày tháng hẹn hò của hai bạn ngọt ngào như từng giọt yêu thương Vitadairy. Vitadairy tài trợ cho đứa con đầu lòng của hai bạn một năm miễn phí cacao uống liền Vitadairy trị giá 32 triệu đồng. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha, mau làm đám cưới nha và mau mau có em bé liền. Rồi qua gặp tôi ở Vợ Chồng Son. Ok. Cảm ơn chị Linh, cảm ơn chị Hồng Vân, cảm ơn chương trình. Mẹ chồng nàng dâu vô luôn. Rồi qua tình trăm năm luôn. Rồi cảm ơn chương trình.